Đây các bác nhá, lấy cái thùng đồ nghề bên em cứ giẫm nhảy thoải mái đi. Đấy. Bạn này là vào khoảng 60 cân các bác nhá, to cao đẹp dai luôn. Đấy. 60 65 cân. Đấy, giẫm thoải mái cho bác luôn. Đấy, em cứ dập đi, lấy chân em dập thoải mái luôn. Đấy. Thùng đồ nghề các bác nhá. Đấy. Rồi ok. Rồi em xin chào các bác, em xin tự giới thiệu là Phạm Huấn từ La Sơn Bình Lục Hà Nam, cầm tranh cái biển. Đó, đây là cái thùng đồ nghề của Đức các bác nhá. Thương hiệu Matador. Đấy, đây là các số hotline của bên em đây. Các bác xem kênh thì đừng quên cho Phạm Huấn xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, một cái thùng đồ nghề hàng của Đức. Đây, các cái thông số của nó đây các bác nhé. Đó, của nó là chiều dài là 42, cao là 20, rộng 20. Giá bên em đang bán là 550k. Giá bên em đang bán với cái giá là 550k. Hôm nay bên em sẽ xả kho cho các bác là 530k bao ship các bác nhé. Đó, 530k và bao ship các bác nhé. Các bác lên mã cho em là thùng đồ nghề Đức, 530k và bao ship. Đó, hôm nay bên em đang có chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp mà shop dọn kho mới các bác nhá. Hàng thì về ngập tràn luôn. Đó thì lên để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Đó thì đây cái thùng đồ nghề của nó đây các bác nhá. Hàng siêu chất luôn. Rất là dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Đó thì đây các bác này, hàng siêu chắc chắn luôn các bác nhá. Giảm đạp thoải mái luôn các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đây, các cái phần đai của nó này kết nối cực kỳ là dày dặn chắc chắn luôn các bác nhá, rất là ngon lành cành đào luôn. Đấy, con này thì siêu chất rồi. Đấy, bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 550.000. Hôm nay bên em sẽ xả kho hành lý cho bác luôn là 530k, bao ship cho bác luôn. Thùng đồ nghề của Đức, thương hiệu Matador các bác nhá, hàng siêu chất luôn, 530k các bác nhá. Đó, đây, rất chất lượng luôn các bác nhá. Gập ra gập vào cực kỳ là ngon, Matador đây các bác nhá. Đó, kéo ra gập vào cực kỳ là ngon. Hàng của nó thì là hàng hai quai các bác nhá. Hàng hai quai như này, đấy các bác thấy không? Đây, hàng hai quai sách như này. Rất tiện dụng, hai quai sách luôn, rất tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em dọn kho thì còn lại một cái kéo cắt cành các bác nhá. Đó. Con này thì bên em đang bán thanh lý cho các bác là 100.000 các bác nhá. Đó. Em đang bán là 150k. Thanh lý đốt cho các bác là 100k các bác nhá. 100k con này. Đấy, 100k con kéo tỉa tán này các bác nhá. Các bác lên mã cho em là kéo tỉa tán. Hàng nội địa Nhật, made in Japan đây. Đấy, kéo tỉa tán cực kỳ là ngon luôn. Thanh lý luôn cho các bác với cái giá là 100k các bác nhá. Đó, 100k con này. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên thanh lý cho quý bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em còn ít cái ô Nhật đây. Đấy, còn 3 4 cái nữa em dọn co, còn 3 4 cái nữa. Hàng siêu đẹp siêu chất luôn các bác nhá. Đó, đây, rất đẹp luôn. Ô Nhật các bác nhá. Đó, ô Nhật. Đấy, các bác trông em lôi này, giật này, thoải mái luôn. Đường kính của ô là 1m, ô tự động hết các bác nhá. Đấy, vào ra đều tự động hết, cho nên các bác sẽ dùng chế độ rảnh tay rất là ok. Vào ra đều là tự động hết các bác nhá. Đây. Đó, các bác thấy không? Ô Nhật đây. Con này thì bên em đang gửi tới quý cô bác anh chị với cái giá là 140k bao ship. Hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý luôn cho các bác luôn. Đấy, 120k. Đó, 120k con này các bác nhá. 120k con này. Đấy. Xả kho thanh lý luôn cho các bác, ô Nhật 120k các bác nhá. Đó. 120k con ô Nhật này thôi. Bác nào lấy hai con thì bên em sẽ miễn phí ship các bác nhá. Đó. 120k ô Nhật các bác nhá. Đó. Các bác lên mã cho em là ô Nhật. Nan của nó là nan kép chống tia UV các bác nhá. 120k. Đây. Đấy. Có quai đeo. Đấy, tự động hết các bác nhá. Ô Nhật tự động 120k. Tiếp theo thì bên em còn mấy cái cặp sách nữ này nữa, còn hai chiếc thì cũng thanh lý nốt cho các bác luôn. Em đang bán là 250k một chiếc này. Đó, 250k một chiếc này. Cũng thanh lý nốt cho các bác luôn. Em chỉ còn hai cái cặp của nữ thôi các bác nhá. Con này thì em đang bán là 250k. 250k. Hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý luôn cho các bác là 200k và bao ship luôn. Đó, dọn kho nốt đầu năm học. Các bác thanh lý cho các em muốn nhà mình các bác nhá. Để em thanh lý cho con em các bác để đi học luôn. Đấy, em còn hai con duy nhất. Thanh lý luôn cho các bác là 200k. Con cặp sách của Nhật, quai êm chống gù lưng các bác nhá. Cặp sách Nhật quai êm chống gù lưng, hàng siêu chất luôn. Có ngăn chống nước các bác nhá, có ngăn chống nước luôn. Rất tiện dụng để cho các bác sử dụng trong gia đình và con em nhà mình, rất là tiện các bác nhá. Thì các bác lên mã cho em là cặp chống gù lưng các bác nhá, cặp chống gù lưng. Thanh lý luôn cho các bác là 200k, em chỉ còn cái của nữ thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái đèn đuổi muỗi các bác nhá. Các bác lên cho em là đèn đuổi muỗi.
Đấy, ở đây thì nó có cái lọ tinh dầu, các bác lắp cái tinh dầu này vào. Đó, và mình bật lên là xong. Đèn đuổi muỗi. Đấy, hàng siêu chất luôn. Đấy, thì cái đèn này thì nó như nhau thôi. Đấy, em gửi cái nào cũng được, các bác lấy cái nào cũng được, nó cái này nó như nhau, chủ yếu là nó tốt là tốt ở cái tinh dầu bạc hà này. Đấy, tinh dầu bạc hà này nó đuổi muỗi này. Đấy. Đèn đuổi muỗi thì cả đèn cả tinh dầu này bên em đang bán là 150k. Đó. Hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý nốt cho các bác 100k. Các bác nhá. 100k một lọ này, cả đèn cả tinh dầu. Em bán thanh lý nốt cho các bác luôn, em còn đây, còn hơn chục cái nữa, đèn đuổi muỗi. Các bác lên mã cho em là đèn đuổi muỗi, rất là nhạy luôn. Đấy, bạc hà quá nhá, rất là nhạy luôn và an toàn cho sức khỏe quá nhá. Đấy, an toàn cho sức khỏe và rất là nhạy luôn. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 150.000, thanh lý nốt cho các bác luôn là 100k. Các bác lên mã cho em là đèn đuổi muỗi 100k quá nhá, đèn đuổi muỗi 100k. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em lại về một lô cái mắc áo hàng của Nhật các bác nhá, mắc áo của Nhật, hàng siêu chất luôn. Đấy, 100k một con này các bác nhá, 100k một con này. Đấy, mắc áo Nhật 100k các bác nhá. Đó, 100k một dây này. Một dây này của nó là 6 cái các bác nhá. Đấy, 2 4 6 cái mắc của Nhật. Đây các bác nhá, cái những cái quai này của nó đều là quai đeo hết này, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Inox 304, rất dày dẫn chắc chắn. Hàng này thì nó là hàng cao cấp của Nhật rồi. Các bác dùng thì cực kỳ là chất luôn. Nói chung là không có tiền mà dùng thôi. Chứ có tiền mà mua con này thì mua một lần dùng cả đời. Chỉ trừ trường hợp là các bác làm mất hoặc là làm đánh rơi đi thôi, chứ còn là con này thì nó siêu bền và rất là hiện đại. Nó có quai móc này. Các bác những cái quần áo nhỏ hoặc là những cái quần dài của nam ấy thì người ta cho các bác treo thì đưa cái đĩa nó vào đây, đưa con đĩa vào đây là ok các bác nhá, rất chất lượng luôn. 100k một con này các bác nhá, 100k một vỉ này, bao gồm 6 cái các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái lô bộ tô màu dành cho trẻ em các bác nhá. Đấy, bộ tô màu dành cho trẻ em đây. Đấy, cái này thì các bác dùng rất là tiện, mua về làm quà, làm quà sinh nhật hoặc là quà tặng cho con cháu nhà mình. Các bác lên cho em là mã là bộ màu vịt các bác nhá. Bộ màu vịt. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 190.000 bao ship đây. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đấy. Một bộ này của nó thì rất là gồm các nhiều các cái bộ các cái phân giải màu khác nhau. Bao gồm là màu sáp, màu nước, màu chì và màu bột các bác nhá. Đấy, bốn giải màu khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Màu sáp này, màu nước này, màu chì và màu bột các bác nhá. Đó, màu bột nữa. Rất là tiện cho các bác dành cho con em mình sử dụng. Hộp của nó là hộp gỗ siêu chất luôn các bác nhá. Bền đẹp chắc chắn, hộp gỗ. Đấy, bền đẹp chắc chắn các bác nhá. Đấy, và rất là sành điệu luôn, quai sách quai xước đàng hoàng. Đây. Cái này thì các bác có thể mua để làm quà cho con em nhà mình hoặc quà sinh nhật. Các bác lên mã cho em là bộ màu vịt 190k các bác nhá. Bộ màu vịt 190k. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái thước kẹp gem điện tử này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 150k. 150k. Đấy, bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác là 130k quá nhá, 130k. Đó, đây. Con này của nó thì nó bao gồm là có đây. Các bác quan sát này. Ở đây của nó thì nó được tặng kèm một viên pin này. Ngoài ra thì đây, nó đo được các cái chức năng bao gồm là đấy, đầu tiên là các bác đo đường kính bên ngoài này. Đấy, đây là đo đường kính bên ngoài, đây là đo đường kính bên trong này. Và đây là đo chiều sâu các bác nhá, đo chiều sâu đây. Đấy, cái này là đo chiều sâu này. Cái bé này là đo chiều sâu các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy. Thước thì được làm từ sợi carbon các bác nhá, sợi carbon chứ không phải là được làm từ thép, nên các bác lưu ý. Không nên lúc các bác nhận hàng các bác lại bảo là thước nhựa thì mất công. Các bác sử dụng thì gạt hết về như này cho em và cho về Rio là các bác sử dụng thôi. On up ở đây, rất tiện các bác nhá. Đó, thước kẹp gem. Đấy. Con này thì nó cũng tương đối là chính xác thì các bác dùng nó rất là tiện, đặc biệt là bác nào có tí tuổi rồi mà mắt mũi kém thì nó nảy số cho các bác luôn, nó rất là tiện, các bác không phải những cái con bình thường thì các bác phải đi soi dọi nó mất công các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là thước kẹp gem điện tử này 130k các bác nhá, 130k. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay thì hôm nay bên em về được mấy cái kéo làm cá hàng của Nhật các bác nhá. Đó, kéo làm cá hàng của Nhật. Con này thì các bác làm cá này, móc sườn, móc xiếc rồi đánh vẩy rất là ngon luôn. Đấy, kéo làm cá, con này thì vừa làm cá vừa cắt gà được. Đấy, các bác lên mã cho em là kéo làm cá các bác nhá. Đó, kéo làm cá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác là 140.000 và bao ship 140k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là kéo làm cá các bác nhá, kéo làm cá. Đấy, em nói rõ thông tin thế luôn. Đấy, con này thì đây. Con này là cái này để đánh vẩy cá này, cái này để các bác thọc vào cái
cái bụng con cá cho nó các bác cắt ra đấy, chứ mình không dùng dao nữa, dùng dao nó sẽ là chặt nó bắn mà nó mất vệ sinh các bác nhá. Đó thì con này các bác dùng rất là tiện đấy, hàng nội địa Nhật siêu chất luôn, toàn bộ thân của nó là bằng thân của nó là bằng thép hết coi nhá, thân bằng thép, phần cán kiếc này cũng bằng thép hết coi nhá, rất là chất luôn. Các bác lên mã cho em là kéo làm cá, con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 140k và bao ship cho bác luôn, kéo làm cá, lên mã giúp cho em. Đó, sản phẩm tiếp theo em lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ vít đóng này. Thì bên em còn hai bộ, hôm qua dọn kho còn hai bộ, thì bộ này là bên em ký hiệu của nó là V7 đấy, V7 đây đấy, thì dọn kho còn hai bộ duy nhất thôi đấy. Bộ V7 này thì giá của nó là 200 đấy, giá của nó là 200, thì hôm nay bên em sẽ bao ship cho bác thôi, tại vì em cũng chỉ còn có một bộ duy nhất thôi đấy. Đây các nhá, bộ vít đóng bao gồm là các cái đầu chi tiết như này, bốn cái đầu ngắn này, một cái đầu dài này, bốn cái đầu ngắn, một cái đầu dài đây đó, bốn đầu ngắn một đầu dài, và một cái thân đóng này, một cái thân đóng to đó, một cái thân đóng to như này đây, một cái thân đóng to này các bác nhá, thân đóng to này rất là tiện luôn đó. Thì con này bên em ký hiệu là V7 200k, thì hôm nay bên em sẽ bao ship cho bác, bao ship thôi đấy, mỗi loại em chỉ còn có một cái thôi. Đây còn cái này là cái này bên em ký hiệu nó là V12, bên em cũng chỉ còn có một con thôi đấy, còn có một bộ duy nhất thôi, cũng là hàng em dọn kho. Thì còn cái này của nó thì nó là 12 chi tiết các bác nhá, 12 chi tiết, lấy cái máy hồng á, 12 chi tiết đó, lấy máy hồng mà kết nối 12 chi tiết đây đấy, nó có cả lấy vít gãy luôn. Con này thì nó cao cấp hơn, con này thì bên em ký hiệu nó là V12, cũng còn một con duy nhất V12, lấy máy hồng. Bên em gửi tới các bác với giá là 300k và bên em cũng bao ship cho bác luôn các nhá, 300k bao ship V12 các bác nhá. Đó, mỗi loại em chỉ còn có một bộ thôi. Tiếp theo là em còn một cái lọ xịt phòng nữa, nó cũng còn lọt kho lại. Thanh lý nốt cho các bác là 130k. Đấy, 130k và bao ship các bác nhá. Lọ xịt phòng hàng của Hàn Quốc các bác này. Đấy, mã tem mã vạch đàng hoàng, made in Korea các bác này. Đây. Đấy, made in Korea các bác nhá. Xịt phòng của Hàn Quốc rất là thơm luôn. Đó, của nó là hương hoa oải hương kết hợp với cà phê các bác nhá. Đây. Đấy các bác nhá. Đó, Hàn Quốc xịt phòng 130k. Xịt phòng xịt ô tô các bác nhá, rất là tiện dụng luôn. Đó. Đấy, vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm cái con loa gỗ dài của bên em các bác nhá. Đó, thì con gỗ dài và con gỗ vuông này thì chất âm đều như nhau các bác nhá, đều là dòng loa chất hết. Loa gỗ dài này thì hôm trước bên em về có 5 cái thì đã chốt hết trong 1 phút mốt các bác nhá. Đó, thì hôm nay bên em lại mới có hàng về lại.
loa gỗ dài, hàng siêu chất luôn. Ở đây thì nó có cổng kết nối USB này, cổng sạc này. Đấy, rồi cắm thẻ nhớ này, rồi cắm jack 3.5 từ điện thoại vào. Đấy, hoặc là từ các cái thiết bị cấp âm thanh vào, rất là ok quá nhá. Đó. Màng loa thì làm bằng nhôm, rất là chắc chắn luôn. Đấy, đây. Giải loa của nó rất là rộng các bác nhá. Đấy, âm thanh nghe rất là hay, trong và ấm tiếng các bác nhá. Đấy, thì con này thì bên em đang bán với cái giá là 350.000. Bao ship các bác lên mã cho em là gỗ dài. Đấy, lên mã giúp cho em là gỗ dài các bác nhá. Đấy. Từ ngữ em nói rất là rõ ràng luôn. Thì các bác lên mã lên giúp cho em là gỗ dài. Con này của nó thì dài khoảng 40 cm, cao 10 cm và rộng 10 cm các bác nhá. Rất là vuông vức đẹp luôn. Đó, các bác lên mã cho em là gỗ dài 350.000. Đấy. Còn ngoài ra thì bên em có con này nó gọi là con gỗ vuông. Thực ra thì em gọi là gỗ vuông là nó ký hiệu thôi, chứ con này nó cũng hình chữ nhật, là dài 20, đấy, cao 10, rộng 10 các bác nhá. Mặt bằng nhôm này, rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Con này của nó thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 280k. Con này thì bên em ký hiệu nó là gỗ vuông các bác nhá, gỗ vuông. Đó, để em test thử loa cho bác xem luôn. Đấy, bây giờ em sẽ test cái con gỗ vuông cho bác xem nhá. Đó, để các bác trải nghiệm cái chất âm của nó. Chất âm đậm cực kỳ đã đời luôn các bác nhá. Con này là con gỗ vuông nhá. Vì quá ngu si. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Luôn các bác nhá. Đó, các bác lên mã cho em là gỗ vuông. Đấy. Chất âm rất chất luôn. Đó. Các bác lên mã cho em là gỗ vuông. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 280k con gỗ vuông này các bác nhá. Gỗ vuông 280k. Còn con này là con gỗ dài này. Con gỗ dài này là 350k. Đó, con gỗ dài này 350k. Bao ship các bác nhá. Còn con gỗ vuông này là 280k, cũng bao ship cho các bác luôn. Tắt cho anh cái đèn tí. 280k bao ship luôn. Đấy, có các cái phần kết nối đầy đủ các bác nhá. Nó rất là ngon lành cành đào luôn. Chất âm thì thôi rồi luôn các bác nhá. Đó, loa của Mỹ, hàng siêu chất luôn. Đấy, con này là con gỗ vuông, còn con này là con gỗ dài. Đấy, con này nó ngắn bằng một nửa con này các bác nhá. Đó. Thì các bác lấy con nào thì báo cho em biết. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì ở cái lô bánh xe Nhật thì bên em nó lại lọt được 3 cái bánh to như này. Kể được 4 cái thì ngon, nhưng mà có 3 cái thôi thì nó lại hai cái thì ốc xoáy lên, còn một cái như này. Đấy, thì con này thì thôi em tri ân khách hàng thanh lý cho các bác với cái giá là 10k các bác nhá. Đó, 10k một con. Thôi em thanh lý dọn kho cho các bác 10k. Ba con này chỉ 30k thôi. Đấy, thì bác nào mà cảm thấy cái công việc mình phù hợp, mà ví dụ làm cái bàn xoay có 3 chân hay như nào đấy mà sử dụng được thì lấy. Đấy, em thanh lý gọi là dọn kho cho bác thôi, chứ bán cái giá này thì lờ lãi gì tầm này các bác. Đấy. Cho nên là thanh lý cho các bác. Bánh xe 10k các bác nhá. Bánh xe Nhật 10k, giá cực sốc cho bác luôn. Bánh xe Nhật 10k. Đó, bánh xe Nhật 10k. Các bác lên mã giúp cho em. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý các bác đó là cây bình Nhật hàng của Mỹ các bác nhá. Bình Nhật hàng của Mỹ. Đây. Made in USA các bác này. Đó, made in USA. Xin 1986 các bác nhá. Đó, 1986. Hàng siêu chất luôn. Con này thì nó là hàng chất thôi. Cả nóng cả lạnh luôn các bác này, cả nóng lạnh luôn. Đấy, giữ nhiệt nóng lạnh các kiểu con là điều luôn. Các thông số của nó đây. Nguyên cái nắp của nó là các bác đã khẳng định được thương hiệu rồi. Đây, nắp của nó là bằng nhôm các bác nhá. Nhôm cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, hai nắp luôn các bác nhá. Đó, hai nắp luôn. Nắp có giòn hết các bác nhá. Và lưới lọc các bác này. Đó, lưới lọc đây. Đấy. SUS 304 hết các bác nhá. Inox 304 hết. Hai lớp các bác nhá. Màu quân đội Mỹ rất là đẹp luôn. Đây, SUS 304 này. Đấy, bên trong cũng vậy các bác nhá. Bên trong cũng vậy luôn. Đó, SUS 304 hết các bác. Đây. Đấy, inox 304 đây, các bác thấy không? Đấy, màu thì màu quân đội Mỹ rồi. Màu rất đẹp các bác nhá. Đây. Riêng cái nắp này của nó thì các bác dùng để làm cốc uống được luôn. Nó rất là tiện như vậy. Vừa là đậy nắp này. Đậy nắp chắc chắn này, vừa làm cốc uống được luôn. Rót ra đây uống này. Đấy, nói chung là con này rất là tiện, mà dung tích của nó rất là lớn các bác nhá. Con này của nó là tới 1,3 lít các bác nhá. 1,3 lít. Đấy, các bác dùng nó rất là ok. Đấy, nóng lạnh rồi đựng nước thông thường rất là ok luôn các bác nhá.
Đấy, đây. Hàng siêu đẹp luôn. 1,3 lít, hàng siêu đẹp luôn các nhá. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là bình nhiệt Mỹ này là bao nhiêu nhỉ? Bình nhiệt Mỹ các nhá, 300k và bao ship các nhá. Đó, 300k bao ship. Các bác lên cho em là bình nhiệt Mỹ các nhá, 300k bao ship cho bác luôn, hàng siêu chất các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên em lại về được một lô cái bát sen các bác nhá. Thì hôm nay bên em lên cái mã mới cho nó dễ nhớ. Đấy. Thì đầu tiên là em lên cho các bác cái bát này là mã bát là bát 70, là 70k luôn. Đó, con này thì nó có cả cánh quạt để tạo áp lực nước này, có cả đóng ngắt ở trên này luôn, đóng ngắt ở trên này luôn các bác nhá. Đóng ngắt trên này luôn, rất là tiện. Đó. Các bác lên mã treo là bát 70. Con này thì em đang gửi tới các bác cái giá là 70k con bát sen này các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bát 70, 70k con này con nhá, hàng siêu đẹp luôn. Đó, bát 70, 70k. Tiếp theo là em lên cho các bác là con bát 80, con này là 80k. Con này thì có các cái chế độ điều chỉnh cấp độ nước luôn. Và cũng có đóng ngắt tự động trên này các bác nhá. Đấy, đóng ngắt tự động trên này luôn. Rất là tiện con này. Đấy, stop ở đây. Stop ở đây các bác nhá, rất chắc chắn luôn. Đó, các bác lên mã giúp cho em là bát 70 các bác nhá, bát 70. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 70k các bác nhá. À xin lỗi các bác là bát 80. Con này em đang gửi tới các bác cái giá là 80k, bát 80 các nhá. Đấy. Có các cái nấc điều chỉnh cấp độ nước này. Đó, có mấy cấp độ đấy? 1 2 3 4 gì đấy các bác nhá. Đấy, 1 này, 2 3 này. 1 2 3 các bác nhá. Đó, bát 80. Tiếp theo em lên cho các bác con này là bát 90, bát 90 các bác nhá. Đây. Đấy, rất chất luôn các bác nhá. Con này thì bát cao cấp rồi, bát 90. Hàng siêu đẹp luôn. Đây. Các cái cấp độ nước khác nhau này. Đấy. 1 2 3 4 các bác này. Đó. 1 2 3 4 các bác nhá. Đấy. Đấy, rất là nhiều cấp độ nước khác nhau nhá. Các bác liên mã cho em là bát 90. Con này đang gửi tới các bác với giá là 90k. Đấy. Hàng sáng bóng luôn các bác nhá. Mạ chrome rất đẹp. Sáng bóng siêu chất luôn. Bát to, tắm thoải mái các bác nhá. Đó, tắm gội thoải mái luôn. Bát rất là to. Đấy, con này các bác liên mã giúp cho em là bát 90. Con này đang gửi tới các bác với giá là 90k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sen quạt các bác này. Con sen quạt này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác liên mã giúp cho em là sen quạt này. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 170k và bao ship. Đó, các bác lên mã cho em là sen quạt. Nó có cả dây luôn các bác nhá. Còn cái kia nó cũng là quạt nhưng mà nó không có dây cho nên em gọi là bát thôi. Còn cái này em gọi là sen quạt. Con này thì ưu điểm của nó là có cả điều chỉnh to nhỏ ở đây. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cái dòng nước. Điều chỉnh được cả dòng nước to nhỏ ở đây các bác nhá. Đó, đây. Điều chỉnh dòng nước to nhỏ ở đây, rất là tiện luôn. Đây. Đấy, điều chỉnh to nhỏ ở đây các bác nhá. Và stop ở đây luôn. Stop ở đây luôn, rất là tiện này. Đấy. Ở trong này thì nó có cái lọc than hoạt tính các bác nhá, lọc than hoạt tính. Đấy, dây dợ rất là dài và chắc chắn luôn. Đấy, cả bát cả dây là dài độ khoảng 1,5 m các bác nhá, dài 1,5 m. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước. Đấy, các bác lên mã cho em là sen quạt, con này đang gửi tới các bác với cái giá là 170k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi nối này. Vòi nối này thì các bác có thể điều chỉnh là chế độ nước hoa sen và chế độ nước một vòi. Đấy, để các bác sử dụng trong gia đình nhà mình. Rửa bát riếc thì ngoắt nghéo như này rất là tiện. Cắm vào cái vòi ống rửa bát nhà mình là xong. Các bác lên em cho là vòi nối 50k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái vòi cam xanh. Con này là 100k các nhá. 100k con vòi cam xanh này. Con này cũng siêu tiện dụng luôn. Các bác dùng thì các bác cứ lắp vào là xong. Đấy, thì một vòi xả nước. Còn một vòi này các bác dùng để vòi xịt hoặc là các cái chức năng khác, nó rất là tiện. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là vòi cam xanh. Con này là 100k, 100k con này các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi xịt. Bên em ký hiệu nó là V20. Đấy, con này thì cả dây cả vòi là dài 1,5 m. Inox 304, hàng của Nhật đây. Osaka, Japan đây các bác nhá. Đó, Osaka, Japan. Hàng của Nhật các bác nhá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k. Các bác lên mã cho em là V20, 130k các bác nhá. V20, 130k. Hàng siêu chất luôn. Đó, V20 130k. Đó, rất chất lượng luôn các bác nhá. Inox 304 hết này. Đấy, bóp tự động, khi nào các bác dùng thì bóp này. Inox 304 hết, dây dẫn chắc chắn. SUS 304 đây. Osaka Japan các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên được quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái vòi bơm dung dịch các bác nhá. Bơm dung dịch, bơm nước các kiểu đây. Đấy. Con này nó rất là tiện. Đây. Một bộ của nó như này, bao gồm là hai cái đai và một cái quả bầu bơm như này. Các bác dùng bơm rượu, bia, bơm thuốc lá được hết, à bơm các cái chất nước là ok nhá. Các bác lên mã cho là bơm dung dịch. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 60k.
Đấy, rất là tiện, rất là tiện dụng luôn. Bơm rượu, bơm hóa chất, bơm chất lỏng, nói chung là nước nôi. Bể cá với ước thay lọc bể cá rất là ok, 60k các bác nhá. Đó, 60k con bơm dung dịch này các bác nhá. Đó. Rồi, sản phẩm thì còn rất nhiều nhưng mà em xin dừng video tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bác anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Xin chào lại quý bác anh chị video lần sau. Em xin chân thành cảm ơn. Hàng nội địa Nhật các bác nhá. Của xin lỗi các bác, không phải sạc điện thoại mà cái cục bộ đấy, hôm nay thì bên em về một cái bộ vít này là 63 chi tiết, cho nên bên em ký hiệu nó là V63 và bên em bán là 240k bao ship các bác nhá. Đó, 240k bao ship. Các bác lên mã cho em là V63 các bác nhá, V63. Đây. Hàng của Nhật các bác này, made in Japan đây. Đó, các bác thấy không? Đây, đây là cái đầu xoáy của nó các bác nhá. Đấy. Đầu xoáy của nó này, đấy nó có nam châm hít rất là chặt luôn. Đó. Rất là chặt thôi nhá. Đó, đây. Cái đầu xoáy của nó đây. Rất là tiện dụng thôi nhá. Đó, đây. Hàng của Nhật này. Đây, made in Japan đây các bác này. Đó, made in Japan, hàng của Nhật. Ở đây thì nó có nam châm từ hít hết các bác nhá. Đó. Ở đây thì nó có bao gồm là các cái đầu như này. Đó, nó gọi là bộ tun mini. Đấy, các cái đầu vít của nó đây. Có cả đầu cái này gọi là đầu lục giác nhỏ nhá. Đấy. Nó gọi là đầu hoa thị trong các bạn này. Đây. Đấy, các bác đút vào. Xoáy này. Đó. Nói chung là rất là ngon luôn. Con này rất chất các bác nhá. Nam châm từ hít cực kỳ khỏe luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn các bác nhá. Dày dẫn chắc chắn. Các loại vít này. Đấy. Các cái đầu vít của nó đây. Đấy, các đầu vít phổ thông này. PH1, PH2. Đấy. Nói chung là con này thì siêu ngon đấy các bạn. Đấy. Rất chất luôn. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 240k mà bao ship cho các bác luôn. Quá nhiều đầu vít luôn các bác thấy không? Các loại to, loại nhỏ, lớn bé để sửa chữa cho các thiết bị ok hết các bác nhá. Đấy, điện thoại, máy tính, bảng, laptop, nói chung là đầy đủ luôn. Đó, rất ngon. Hàng chắc chắn các bác nhá. Đấy. Hộp cực kỳ chất luôn. Đó, đây. Hộp rất chất luôn nhá. Đó, đút ra đút vào cực kỳ ngon luôn. Con này thì của thương hiệu Tozama các bác nhá. Tozama, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, đây. Rất chất luôn. Tozama, hàng của Nhật, made in Japan đây. Đấy. Rồi, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 240k và bao ship. Các bác lên mã cho em là V63. V63 240k và bao ship các bác nhá. V63 240k và bao ship cho bác luôn. Hàng siêu chất luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa Zippo, hàng của Mỹ nhá, bật lửa Zippo hàng của Mỹ. Đây, made in USA đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 170k. 170k bao ship các bác nhá. Đó, 170k con bật lửa Zippo này và bao ship cho bác luôn. Hàng siêu chất nhá, của thương hiệu Zippo đây. Để mang theo Zippo này. Đó, USA các bác nhá. Đó. Em đang có màu trắng và màu đỏ thôi nhá. Đang có màu trắng và màu đỏ. 170k một con bật lửa Zippo này và bao ship cho bác luôn. Đó. Hàng siêu chất các bác nhá. 170k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em còn mấy cái máy hàn ống nhiệt nữa các bác nhá. Đó, máy hàn ống nhiệt nữa. Thì bên em sẽ hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác luôn, giá cực kỳ tốt. Em đang bán là 450. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác luôn là 400k và bao ship. Con này là hàn được từ ống 32 trở về các bác nhá. 32, 25 và 20. Đó, 32, 25, 20 các bác nhá. Đó. Con này thì hàn ống nhỏ 32, 25, 20. Hàng sử dụng điện 220 bình thường các bác nhá. Đó, đây. Cái thân hàn của nó đây. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Máy hàn ống nhiệt. Đấy, rất chất luôn, các bác thấy không? Đó, rất chất lượng luôn. Đó, đây, thân của nó đây. Công suất của nó là 1000W các bác nhá. Công suất của nó là 1000W, sử dụng điện 220 bình thường. Bên em gửi tới các bác với cái giá là 400k. Đấy. Tiếp theo là con loại to. Con này thì bên em đang bán là 600. Đấy, đang bán là 600. Con này thì của nó là hàn được từ ống 63 trở về các bác nhá. Hàn được từ ống 63 trở về. Con này thì bên em đang bán là 600. Đấy, hôm nay bên em sẽ kho thanh lý cho các bác luôn là 550 và bao ship cho các bác luôn, 550 bao ship các bác nhá. Đó, 550 bao ship. Hàng siêu chất luôn, 550k bao ship cho các bác luôn. Đó. Hàn được từ ống 63 trở về luôn. Đây.
ống to nhất của nó là ống 63 trở về con này. Đó, ống 63 trở về. Hàng siêu chất luôn. Đó, rất chất lượng luôn nhá. Hàng được từ ống 63 trở về. Đó. Máy nhà ống nước thôi nhá. Và tiếp theo em lên cho bác đó là cái bình xịt dầu đây. Bình xịt dầu nhớt này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 50k một con bình xịt dầu nhớt này các bác nhá. 50k một con. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó, 50k các bác nhá. Đây, 50k một con bình xịt dầu nhớt các bác nhá. Đó. 50k. Đó. Còn tiếp theo lên cái bác đó là cái mắc áo hình trái tim các bác này, móc áo hình trái tim. Đấy, con này bên em đang bán là 160.000. Hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác luôn. 130k các bác nhá, 130k. Còn mắc áo hình trái tim này. Đấy, em còn một con duy nhất thanh lý nốt cho bác luôn. Mắc áo hình trái tim các bác nhá, 130k. Bằng inox cực kỳ là dày dặn chắc chắn và đẹp luôn. Đó. Các bác lên mã cho em là mắc tim các bác nhá, mắc tim. Đó, mắc áo hình trái tim. Đấy, mắc áo hình trái tim. Con này thì bên em thanh lý nốt cho các bác luôn với giá là 130k. Con này hàng siêu đẹp luôn. Inox 304 đây. ZUS 304 cực kỳ dày dặn chắc chắn, 130k một con này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý các bác trong ngày hôm nay. Đó là cái bơm cây này. Đấy, bên em mới về được một lô. Đây, bơm cây hàng của Nhật. Con này thì siêu chất rồi các bác nhá. Đó, đây. Đấy, hàng của Nhật siêu chất luôn. Đấy các bác quan sát này. Đó, made in Japan đây. Đấy, của thương hiệu Santalay. Made in Japan này các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, đây là cái đồng hồ đo của nó này. Đó. Đấy, thân bơm đây, đế đây các bác nhá. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, cái đế của nó này. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đây. Đây các bác này. Thương hiệu Santalay này. Đấy. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Hơi cực kỳ đấy nhá. Đấy, thân củ bơm cực kỳ là to luôn các bác nhá. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 230k. Các bác lên mã cho em là bơm cây các bác nhá. Đó, bơm cây. Bơm cây 230k và bao ship các bác nhá. Đó, em đang bán là 250k. Đấy, thanh lý cho các bác là 230k và bao ship. Các bác lên mã cho em là bơm cây các bác nhá. Bơm cây 230k và bao ship luôn. Đó, 230k bao ship. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Lên mã giúp cho em là bơm cây 230k và bao ship các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên em còn mấy cái con áp cóc Hàn đây thì thanh lý nốt cho các bác, giá siêu tốt luôn. Đó. Em thanh lý nốt dọn kho cho nó sạch sẽ để em mấy đấy em về lô mới. Đó. Lô này thì hàng cũng rất là đẹp thôi, nhưng mà có cái là nó còn có ít thì em thanh lý nốt. Đấy. Áp cóc Hàn 20A. Đấy, bên em thanh lý luôn cho các bác với giá là 40k các bác nhá. Đó, 40k một con. Đó, 40k một con. Đấy, còn mấy con nữa thanh lý nốt. Đây, chỗ này em còn cái rổ này chắc còn khoảng chục con, hơn chục con. Thanh lý nốt cho các bác. Con này là AS20A, hàng của Hàn Quốc, hàng nội địa hạt. Các bác sử dụng điện 220 bình thường. Nói chung là rất là tiện. Các bác sử dụng cho nóng lạnh, máy giặt, điều hòa các thứ, rất là nhạy luôn. Đó, các cái thiết bị hoặc là nhà nào mà sử dụng ít điện thì các bác sử dụng con này rất là ok. Còn nguyên tem mác, rất chất lượng luôn các bác nhé. Đó. Nó có hai màu, màu đen và màu đen và màu trắng, nói chung là của các cái thương hiệu khác nhau. Hàng thì nó là hàng bãi đã qua sử dụng, bên em đã dọn dẹp vệ sinh. Đấy, đây có cả con 15A này các bạn. 15A của LS này các bạn này. Đó, 15A của LS đây. Đấy, còn lại là chủ yếu là 20A. 20A và 30A, chỗ này chủ yếu là 20A thôi nhá. Đó. 20A này dùng tổng cho thiết bị phòng nóng lạnh điều hòa là ok rồi các bác nhá. 40k một con thôi. Đó, rất rẻ nhá. Cả dây sạc và điện thoại các bác nhá, điện thoại. Đấy, cả dây sạc và điện thoại luôn. Thì em sẽ lên cho các bác cái điện thoại trước này. Đây. Đấy, đây là cái con điện thoại dòng thương hiệu rồi. Đó là Nokia các bác nhá, điện thoại Nokia. Đấy, cả điện thoại cả dây sạc như này luôn. Đó, cả điện thoại cả dây sạc luôn, thương hiệu Nokia này các bác này. Đó, thương hiệu Nokia này. Hàng siêu chất luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 270k và bao ship một con điện thoại trắng đen như này. Hàng Nokia, một trong những cái hãng điện thoại huyền thoại các bác nhá. Đó, một trong những cái hãng huyền thoại. Đấy thì bên em cũng về được có ít thôi đây, chỗ này được khoảng chục con thôi các bác nhá, không được nhiều đâu. Đó, các bác lên mã cho em là điện thoại Nokia 270k và bao ship các bác nhá. Đây. Đấy, hàng trắng đen. Đây. Các bác nhá. Đó, hàng siêu chất luôn. Đây, các bác nhá. Đấy, pin biếc của nó ngon lành luôn. Có cả pin cả dây sạc luôn. Hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhá. Hàng mới chưa qua sử dụng. Đây. Đấy. Để em đây.
250k các bác nhá. À 270k và bao ship cho bác luôn nhá. Đó đây, pin của nó đây các bác nhá. Pin của nó đây. Đấy. Đấy, pin riêng các bác nhá. Đó, khi các bác về các bác đây, pin của Nhật luôn này. Đấy, pin của Nhật luôn, made in Japan luôn các bác nhá. Đó, Nokia. Đấy, vì khi bác về thì các bác bóc cho em cái chân pin này ra nhá. Để mình lắp vào thì nó mới kết nối được này. Cái chân pin này thì nó vẫn đang phủ dây bóng để tránh cái việc là cháy nổ các bác nhá. Đấy thì các bác lưu ý về bóc cho em cái chân pin này ra. Còn đây là cái đế sạc của nó này. À, cái dây sạc này. Đấy, 270.000 đầy đủ luôn các bác nhá. Phụ kiện đầy đủ luôn. Cả pin, cả sạc các thứ nói chung là đầy đủ, về các bác chỉ cần lắp vào là dùng thôi. Hàng của Nokia các bác nhá. Sản xuất tại Nhật. Đấy, sản xuất tại Nhật các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đây. Đây pin Nokia này. Đấy, tem chống hàng giả giếc hết luôn các bác nhá. Đây. Đấy, made in Japan này các bác này. Đó, điện thoại Nokia. Rất chất luôn. Đây, các bác lắp vào này. Đó. Lắp vào. Lắp vào cho em. Đấy, quăng lắp vào cho em là ok luôn. Đây. Đấy, bật nguồn lên là xong. Đó. Bật nguồn lên là xong các bác nhá. Đó. Lắp vào các bác bật nguồn lên. Đấy, nếu mà các bác bật nguồn không lên thì các bác sạc lại pin cho em. Có thể là nó hết pin. Đấy rồi, em bật nó lên rồi. Và dây sạc đây các bác nhá. Thi thoảng có những con là nó hết pin là bình thường các bác nhá. Đây, tem mác của Nokia hết các bác này. Đó. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng, hàng Nokia các bác nhá. Dây sạc của nó đây. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Nokia. Đấy. Cái dây sạc này của nó, cái củ sạc này thì nó sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Củ sạc này thì sản xuất tại Trung Quốc này. Đấy. Công ty của nó Trung Quốc, còn là cái máy này thì sản xuất tại Nhật các bác nhá. Đó, máy và pin là tại Nhật, hàng Nokia, rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 270k. 270k cái con điện thoại Nokia này các bác nhá. Các bác lên mã cho em là điện thoại Nokia 270k và bao ship cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là điện thoại Nokia 270k, bao ship các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên với quý bác trong ngày hôm nay đó là cái dây sạc của Apple các bác này, cả dây cả đế luôn. Đó, cả dây cả đế luôn. Con này thì bên em đang gửi tới đây là cái bộ sạc đây các bác nhá. Bộ sạc này thì bên em gửi tới các bác là 250k và bao ship. Bộ này thì là của thương hiệu Apple. Công ty của Apple thì của nó là đặt tại Trung Quốc các bác nhá. Đặt tại Trung Quốc. Đó. Công ty của Apple thì nó đặt tại Trung Quốc cho nên là cái này thì nó sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Nó sản xuất tại Trung Quốc. Đây. Hàng siêu chất luôn của thương hiệu Apple các bác nhá. Còn nguyên đai, nguyên tem, nguyên kiện các bác này. Đó, rất chất lượng luôn. Con này thì nó chỉ chuyên dùng cho iPhone thôi các bác nhá. Chuyên dùng cho iPhone. Đó. Thì thương hiệu Apple là iPhone mà. Đây, chân của nó là iPhone các bác nhá. Các bác lưu ý. Đấy, 250k một cái con dây sạc của iPhone như này các bác nhá. Hàng siêu chất luôn. Mã tem, mã vạch các kiểu, con là điều đàng hoàng luôn các bác nhá. Hàng nguyên đai nguyên kiện luôn, hàng công ty nó đóng gói là các bác biết rồi. Rất cẩn thận luôn. Chân thì của nó là kết nối Type-C này. Đấy. Kết nối Type-C đây. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây. Đấy. 250k các bác nhá. Công suất của nó là 20W các bác nhá. Công suất của nó là 20W. Đấy, các bác lên mã cho em là dây sạc điện thoại. Đấy, củ sạc các bác nhá. Lên cho em là củ sạc, còn cái kia là dây sạc rồi. Lên mã giúp cho em là củ sạc các bác nhá. Củ sạc. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 250k bao ship củ sạc các bác nhá. Củ sạc 250k bao ship. Đó. Rồi, em xin chào lại quý bác video lần sau. Đấy, xin chào lại quý bác anh chị video lần sau, em xin chân thành cảm ơn. Đó. Nhá, con này của nó là bên em ký hiệu là C40. Bên em còn một con duy nhất. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác luôn với cái giá là 200k bao ship. Con này nặng, cân nặng của nó là 4 lạng thôi nhá. Hàng thì siêu sắc bén luôn các bác nhá. Đó. Dao này thì rất là sắc luôn các bác này. Đó. Đây các bác thấy không? Cắt được cả dây bóng luôn, rất sắc các bác nhá. Đó, đây. Đây. Dao dựa nhưng mà các bác có thể rạch dây bóng thoải mái các bác này. Đó, rạch dây bóng thoải mái luôn, các bác thấy không? Đó. Dao là dao dựa nhưng mà sắc như dao thái các bác nhá. Đây. Sắc như dao thái luôn các bác nhá. Đó, đây các bác thấy không? Đó. Rất sắc luôn. Các bác lên mã cho em là dao C40 đang gửi tới các bác với cái giá là 200k bao ship. Con này nặng 4 lạng, hàng của Nhật này, made in Japan này, hàng của thương hiệu Hakatatsuki. Đó, rất chất luôn. Dao được chốt đinh bằng đồng, rất chắc chắn các bác nhá. Giá thì chỉ có 200k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, rất chất luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái con dao mang thương hiệu là AK47 các bác nhá. AK47. Con này là dòng của nó là dòng chuyên lắp cho các cái súng AK nhá. AK hàng của Liên Xô cũ nhá. Đây, CCCP đây. Đó, AK47 CCCP hàng của Liên Xô cũ nhá. Đây để các bác lắp vào. Con này ngày xưa nó có cái súng AK47 hàng của lính ấy, là nó hay lắp vào đây. Ví dụ như là
các bác đeo ở hông, nhưng mà khi mà mình bắn nhau á, bắn nhau ngày xưa mà nó hết đạn là phải dùng cái này lắp vào đầu để chúng ta chiến đấu tiếp. Đấy, nôm na nó là như thế. Thì các bác lên mã theo là AK-47, con này là 200. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 230k và bao ship cho bác luôn nhá. Đó, 230k và bao ship, các bác lên mã cho em là AK-47 nhá, 230k bao ship luôn các nhá. Đó, các bác lên mã cho em là AK-47, 230k và bao ship các bác nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái bình giữ nhiệt hàng của Đức các bác này. Đó, con này thì bên em cũng còn 1-2 con nữa, còn 2 con nữa thôi. Đây, 2 con 2 màu đây. Đấy, bên em đang bán là 250k bao ship. Hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý luôn cho các bác, 230k và cũng bao ship luôn các bác nhá. Đó, 230k. Đấy, thanh lý nốt cho các bác 230k và bao ship cho các bác luôn. Đó, 230k bao ship, xả kho thanh lý nốt cho các bác. Đấy, em còn 2 con duy nhất thôi. Hàng này của nó là 1.2L các bác nhá. 1.2L. Đấy, hàng của Đức này, made in Germany đây. Đấy, chịu được cả nóng cả lạnh luôn các bác nhá, made in Germany. Hàng này chịu cả nóng cả lạnh luôn. Đây, nắp xoáy của nó đây nhá, hàng của Đức. Đấy, chịu cả nóng cả lạnh rất ok. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 250.000, thanh lý luôn cho các bác 230k và bao ship cho bác luôn. Đó, hàng siêu chất luôn. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em tiếp tục về cái bộ bàn máy máy cạo râu có nhá, máy tăng đơ cái tóc nhá, tăng đơ cái tóc này. Đấy, một con tăng đơ này có tặng kèm các bác cữ kiếc đàng hoàng luôn. Đó, tặng kèm cữ kiếc đàng hoàng luôn. Đấy, tặng kèm các bác cữ kiếc đàng hoàng luôn nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 200k nhá. Đó, hàng siêu chất luôn đây không nhá. Đó, con này nó dùng cái pin 16850 đây. Đấy, bên em có bán đây nhá, bên em có bán luôn. Đấy, con pin này thì bên em bán là 40.000 một quả có nhá, 40.000 một quả này. Đó, pin này dùng rất là ngon luôn, pin 16850 có nhá. Đó, 16850 dùng rất là ngon luôn. Đó, một con tăng đơn như này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là, con này thì em đang gửi tới các bác với giá là 200k nhá. Đấy, hàng rất là ngon, hàng siêu ngon luôn các bác nhá. Đây, các bác quan sát này. Đó, đây, hàng made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan này, rất chất lượng luôn. Đó, made in Japan các bác nhá. Đó, các bác thấy không, đây, chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây, em sẽ test, em cắt thử cái lông chân cho các bác xem nhá. Đây, đấy, để cho các bác nhìn cho nó trực quan sinh động này. Đây, em bật lên nhá, em đẩy đi. Đấy, các bác thấy không, sạch luôn các bác nhá. Đó, đấy, các bác thấy không, đẩy đi đâu là sạch đấy luôn các nhá. Đó, các bác thấy không, sạch hết luôn. Đấy, các bác thấy không, rất sạch luôn các bác nhá. Đó, thì một con tăng đơ như này là bên em đang gửi tới các bác với giá là 200k. Và em khi các bác nhận được hàng là sẽ trong một bộ như này các bác nhá, gồm một pin này, một tăng đơ này. Đấy, một cái đế sạc và một cái cữ này. Đó, bên em đang gửi tới các bác với giá là 200k và bao ship cho bác luôn, 200k bao ship. Pin thì các bác lắp sạc vào cái đế này cho em. Đó, lắp vào cái đế sạc này các bác nhá. Đó, lắp vào đây. Đấy, pin thì các bác đưa vào cái đế sạc này. Đấy, các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Còn đây là cái cữ của nó này. Đó, hàng siêu ngon siêu chất luôn. Con này thì nó sử dụng rất là an toàn. Thứ hai là nó không bị ăn ra tay các bác nhá. Đó, không bị ăn ra tay thì các bác sử dụng. Đấy, các bác sử dụng nó sẽ không bị ăn ra tay thì nó rất là tiện. Hả? Lên được bao nhiêu? Đấy, con này thì nó không ăn ra tay các bác nhá. Tăng đơ em đang bật đây. Đấy, nó kêu tè tè này các bác này. Tắt đi này, bật lên này. Đó, đây, bổ thoải mái luôn các bác nhá. Đó, rất ngon lành luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác giá là 200k bao ship các bác nhá. Các bác lên mã cho em là tăng đơ Nhật 200k bao ship. Đó, hàng siêu chất luôn. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý cô bác trong ngày hôm nay đó là cái đèn học các nhá, đèn học sinh. Đây, hàng made in Japan đây. Đó, đèn học. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là, nó là thuộc dạng đèn cảm ứng của nhá, 260k một con đèn học này. Đấy, hàng này siêu sáng luôn. Đấy, có pin tích điện, có rất là nhiều chế độ sáng khác nhau để cho các bác lựa chọn luôn nhá. Đấy,
có rất nhiều chế độ sáng khác nhau đó. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 260k, con đèn học các bác nhá. Đấy, rất là chất lượng luôn, có 3 chế độ màu này, màu sáng trắng và màu sáng vàng và màu trung tính các bác nhá. Đó, và có cái khay để các bác để bút các thứ đây. Đấy, hàng siêu chất luôn. Các bác lên mã cho em là đèn học các bác nhá, đèn học. Con này thì bên em đang gửi tới các bác là 260k và bao ship, 260k bao ship luôn. Đó, các bác lên mã cho em là đèn học, 260k bao ship các bác nhá, hàng siêu chất luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái loa Bluetooth không dây. Đấy, dòng này là dòng nhỏ các bác nhá, dòng này dòng nhỏ thôi. Loa mini để các bác dán vào trên xe hoặc là các cái thiết bị nhỏ nhỏ để các bác nghe. Nghe đài hoặc là nghe xem ti xem điện thoại cần phải tăng cường thêm âm thanh thì dùng con này rất là ok. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k và bao ship các bác nhá. Đó, loa Bluetooth mini. Các bác lên cho em là gọi là loa mini các bác nhá, loa mini. Đấy, 130k và bao ship. Đó, bán hàng hết các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái cưa của Nhật đây, gọi là dòng cưa lách đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k đó, 150k hôm nay bên xả kho 130k và cũng bao ship luôn các bác nhá, 130k bao ship. Các bác lên cho em là cưa lách của Nhật các bác nhá. Con này dùng cực kỳ là ngon và siêu sắc luôn, rất sắc các bác nhá. Đó, các bác dùng cây bonsai hoặc là dùng để cưa những cây cành nhỏ thì rất là ok, hàng siêu chắc chắn, đúc liền thân, hàng của Nhật các bác nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 130k, 130k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên được quý bác trong ngày hôm nay đó là cái môi ngắn con nhé. Các bác lên cho em là môi tròn. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác là giá 90.000, hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác luôn là 70k con nhé, 70k con môi tròn này, hàng của Nhật con nhé, hàng siêu chất luôn đó, rất là dày dẫn và chắc chắn. Con này dùng thì cực kỳ là ngon. Đấy, đây đó, các bác theo rất ngon luôn. Các bác lên mã treo là môi tròn thôi nhá, môi tròn đây. Đấy, 70k con môi tròn này các bác, rất chất lượng luôn đó, hàng inox 304 siêu dày dẫn và chắc chắn luôn, môi tròn. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em lại tiếp tục về cái lô mũ dàn di và mũ của Mỹ các bác này đó, USA đây, USA Posse đây các bác nhá. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k. Các bác lấy hai con này thì bên em sẽ bao ship, hai con là 200 bao ship, còn con này thì bên em bán là 100k, phí ship là 20.000 nữa. Đấy, hoặc các bác lấy kèm theo thắt lưng này thì bên em cũng bao ship. Thắt lưng Mỹ thì nó là dòng thắt lưng dây dù các bác nhá. Bên em đang gửi tới các bác với giá là 130k và cũng bao ship cho bác luôn. Đó, đang bán 140. Hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác là 130k và bao ship thắt lưng dây dù các bác nhá. Thắt lưng dây dù 130k và bao ship luôn. Đó, 130k bao ship. Đấy, các bác cứ lấy combo là một mũ, một thắt lưng hoặc là nguyên thắt lưng thì cũng đã được bao ship rồi. Nói chung là bán cho các bác với cái giá yêu thương thôi. Đấy, để ủng hộ các bác nhá. Hàng thì siêu chất luôn. Đây không nhá, thắt lưng ra dù này. Con này các bác có tí tuổi rồi dùng thì nó siêu tiện dụng luôn. Đây, có nhá, ấn đánh tạch cắt vào là xong. Rất là tiện luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy, các bác có tí tuổi rồi dùng nó rất là tiện, không phải cầu kỳ, phức tạp. Đấy mà rất là đẹp, trang nhã lịch sự các bác nhá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 130k thắt lưng này các bác nhá. Đó, thắt lưng 130k. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay đó là cái ví hồng này. Đấy, ví hồng đây, bên em gửi tới các bác với giá là 160k và bao ship cho bác luôn, ví hồng. Đấy, hàng siêu ngon luôn. Đây, em bóc cho bác xem nhé. Đó, bộ móng tay ví hồng hàng của Đức các bác nhá, rất là chất lượng luôn. Đấy, đây đây các bác nhá. Đó, một bộ của nó thì rất là nhiều chi tiết luôn, bao gồm là 1, 2, 3, nguyên cái bấm nó có 3 cái bấm này, hàng made in Germany đây, các bác quan sát nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đó, ví hồng bên em đang gửi tới các bác với giá là 160k này, bao gồm là ví hồng này, rồi đến các cái chi tiết nhỏ này, hai kéo cắt này, rồi rũa giếc, rồi nói chung là nhiều thứ lắm, đầy đủ để cho các bác sử dụng luôn, rất là chất lượng các bác nhá. Đó, thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 160k. Các bác lên mã kèm là ví hồng không nhá, ví hồng 160k. Con này các bác dùng rất là tiện luôn. Đó, bộ móng tay ví hồng đây, các bác lên kèm là ví hồng 160k, ấn tạch ấy. Đấy, nó nảy này nó có dấu luôn. Đấy, các bác theo một cái dấu rất to rõ ràng luôn các bác nhá. Đó, lấy dấu này,
Đấy, con lấy dấu này là 100k nhá. Con lấy dấu này là 100k. Cái lần tiếp theo lên đây bác, đó là cái thớt của Đức thôi nhá. Thớt của Đức đây. Thớt của Đức này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 380k. Các bác lên mã cho em là thớt Đức 380k bao ship cho bác luôn. Đây. Hàng made in Germany đây các bác. Đó. Trước thì em về cái lô của Nhật thì em hết rồi. Đợt này về cái lô hàng của Đức thì siêu chất hơn. Giá thì vẫn vậy thôi. Đấy, của thương hiệu Bitbier các bác này. Đó. Đây. Inox 304. Kích thước của nó là 45 nhân với lại 35, rất dày dẫn và chắc chắn luôn. Mặt này thì dùng đồ ăn chín này, mặt này dùng đồ ăn sống rất là tốt luôn. Chặt cực kỳ là ngon và đàm tay rất là ngon luôn các nhá, chắc chắn. Đấy, 380k. Đó. Vâng, chào các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo em lên quý các bác trong ngày hôm nay đó là cái giá treo khăn ở trong nhà vệ sinh các bác nhá. Con này thì nó là hàng siêu chất rồi. Tất cả đều là inox 304 hết các nhá. SUS 304 hết. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 400k và bao ship cho bác luôn. Đó. Hàng inox 304, cực kỳ là chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Đây, đấy khi các bác sử dụng thì nó như này. Đấy. Con này nếu mà các bác mua hiện tại, nếu các bác mua bên ngoài cửa hàng thì của nó vào khoảng 600. Nhưng mà hàng bên em về giá cực kỳ tốt luôn, cho nên là gửi tới các bác giá tốt này. Đấy, tất cả đều là inox 304 hết các bác nhá. Đây. SUS 304 đây, các bác quan sát này. Đó, SUS 304 các bác nhá. Inox 304 hết. 100% là inox các bác nhá. Đấy. Không có mạ mủng gì cả, 100% inox hết các bác nhá. Siêu chất luôn. Đây, khi các bác treo vào tường thì nó như này các bác này. Rất chất lượng luôn. Đó. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 400k bao ship các bác nhá. Đó. 400k. Đó. 400k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là giá treo khăn các bác nhá. Giá treo khăn 400k bao ship cho bác luôn. Con này thì siêu chất rồi các bác nhá. Rất là nhỏ gọn tinh tế luôn các bác nhá. Nhỏ gọn tinh tế. Đây, các bác có thể treo khăn vào đây các bác nhá. Còn trên này thì các bác để khăn tắm các kiểu này. Đó. Của nó là 100% inox hết các bác nhá. Rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Hàng của Nhật cho nên là siêu chất lượng luôn các bác nhá. Hàng của Nhật nên là siêu chất lượng luôn. Từ những cái mối hàn mối yếc nó làm rất là kỹ tỉ mỉ và chắc chắn các bác nhá. Các bác lên mã cho em là giá treo khăn 400k báo ship các bác nhá. 400k báo ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là bên em về được một cái lô cái ép tỏi hàng của thương hiệu Winling của Đức các bác nhá. Đó, hàng Winling của Đức. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k và bao ship các bác nhá. 150k và bao ship luôn các bác nhá. Hàng thì toàn bộ là bằng inox 304, siêu dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó. Hôm nay bên em về cũng được khá là nhiều các bác nhá, khá là nhiều luôn. Hàng rất chắc chắn các bác nhá, inox 304 cực kỳ dày dẫn luôn. Cái này thì các bác ép đa di năng, hành tỏi gừng xả các bác nhá. Cho vào là ép được thôi. Rất là dễ ép này, dày dẫn và chắc chắn, dễ sử dụng luôn. Đó. Kể cả các bác có cua ghẹ mà đưa vào đây mà kẹp qua cái lẫy này vẫn được. Nói chung là rất là tiện. Có thể sử dụng đa di năng được các bác nhá. Đó. Công năng của nó chính thì là ép tỏi các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Winling này, logo này. Đó. Hàng thương hiệu Winling, hai hình người luôn các bác nhá. Đó. Một trong những thương hiệu nổi tiếng của Đức các bác nhá. Đó, thương hiệu Winling đây. Đấy, con ép tỏi này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k. Đấy, 150k và bao ship cho bác luôn. Các bác lên mã cho em là ép tỏi các bác nhá. Đó, ép tỏi. Đây, 150k bao ship các anh chị và các bạn này. Đó. Hàng nội địa Nhật 100% là chữ Nhật hết. Con này thì bên em đang bán là 180k. 180k. 180k hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho bác là 170k và bao ship các bác nhá. Đó, 170k bao ship. Các bác lên mã cho em là liếc mài dao kim cương 170k và bao ship. Đấy, hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Đây, con liếc của nó đây, rất đẹp luôn các bác nhá. Đường chiều dài của liếc thì khoảng 20cm, còn tổng chiều dài của nó vào khoảng gần 30cm. Thì các bác dùng dao để mà thì các bác đây, em ví dụ đây là con dao này. Đấy, các bác chỉ cần vuốt như là xong. Đó, vuốt như là xong các bác nhá. Đó. Dao rất là nhanh sắc và an toàn các bác nhá. Đó. Đấy, rất là ngon các bác nhá. Đấy, các bác lên mã cho em là liếc mài dao kim cương. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là đây. Đấy, 170k và bao ship cho bác luôn. 170k bao ship các bác nhá. 170k bao ship cho bác luôn. Đó, rất chất lượng. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái bàn chải đánh răng. Đấy, bàn chải máy hoặc còn gọi là bàn chải đánh răng. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 100k một con bàn chải này các bác nhá. 100k một con bàn chải này. Đây, một bộ này của nó thì bao gồm là có tặng kèm cho các bác, nguyên tặng kèm các bác là 4 cái đầu bàn chải như này. Hàng siêu mềm luôn các bác nhá. Hàng siêu mềm luôn. Đó, và đây là cái thân máy chính của nó này. Nó sử dụng con pin 16850, có chân sạc đằng sau đây. Đấy, chân sạc đằng sau. Bên em tặng kèm cả dây sạc luôn, tặng kèm cả dây sạc luôn. Về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình các bác nhá. Đó. Các bác cứ dùng đánh răng cả tuần mới hết pin nên thoải mái luôn. Đấy, một tuần mình chỉ cắm một lần là xong. Đây,
Đấy. Hàng rất ngon luôn nha bác nhá. Đó đây. Đấy bác thấy không? Đấy nó rung rất là mạnh luôn nhá. Đây đây em ví dụ đây là răng này. Đấy coi bánh này. Rất là sạch luôn. Và nó có rất là nhiều chế độ rung khác nhau bác nhá. Đây. Chế độ làm sạch, làm trắng rồi là thơm miệng các kiểu con là điểu luôn coi nhá. Đó các bác giữ lì này nó tắt này. Đấy. Một tuần các bác sạc một lần cho em. Đó. Và đây là cái nắp đậy của nó này. Đó, rất là chất lượng luôn. Đây, con này là cái này là cái để các bác để trong nhà tắm thì mình bỏ vào đây cho nó vệ sinh này. Đấy, vệ sinh. Rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Hoặc là các bác về các bác dùng cái băng dính hai mặt này. Các bác dính cái này vào tường, sau đó thì đút con này vào là xong. Đấy, các bác để treo vào trong nhà tắm như này các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k. Đấy, bàn chải đánh răng máy các bác nhá. Đó. Bàn chải đánh răng. Các bác lên mã giúp cho em bàn chải đánh răng. Các bác được tặng kèm thêm 4 cái này luôn. Rất là tiện dụng. Đấy, các bác lên mã cho em là bàn chải đánh răng các nhá. Bàn chải đánh răng con này thì em đang gửi tới các bác với cái giá là 100k con bàn chải đánh răng này. Đó, 100k con bàn chải đánh răng. Rất chất lượng luôn. Sản phẩm tiếp theo em lên đến quý bác trong ngày hôm nay. Đó là cái móng bên em ký hiệu nó là móng M1 này. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 150.000. Hôm nay bên em sẽ thanh lý là 120k và bao ship cho bác luôn. Rất chất lượng luôn. Một bộ này của nó thì rất là nhiều chi tiết nhá. Các cái đầu nhíp, đầu nhổ khác nhau này. Đấy, 1, 2, 3 cái cắt móng thôi nhá. Hàng siêu chất luôn. Đó, thanh lý cho các bác với giá cực kỳ yêu thương. Đấy, 120k gửi tận nơi, bao ship cho bác luôn. 120k bao ship luôn coi nhá. Đó, 120k bao ship, hàng siêu chất luôn. Sản phẩm tiếp theo lên được quý bác trong ngày hôm nay. Đó là cái bánh xe Nhật coi nhá. Bánh xe Nhật thì hôm nay bên em lại tiếp tục về một lô đây. Bánh xe Nhật này. Đó, hôm nay bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác còn 270k và bao ship các bác nhá. Đó, 270k bao ship cho bác luôn. Một hộp này của nó là hàng của thương hiệu UK của Nhật các bác này. Đó, UK của Nhật các bác nhá. Unica. Con này thì bên em đang gửi tới các bác là 1 2 3 4 5 đầu mũi như này luôn. Hàng siêu đẹp, siêu chất luôn. Giá thì rất là bình dân các bác nhá. Đó. Bộ mũi khoan tháp đa năng, mũi khoan tháp đa năng các bác nhá. Các bác lên mã treo là mũi khoan tháp. Đấy, tránh nhầm với mũi khoan đa năng. Đấy, mũi khoan tháp. Đấy, bộ này thì em đang gửi tới hàng siêu chất luôn các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, chất thép của nó thì khỏi bàn luôn. Đây. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp nhá. Đấy, chất thép rất đẹp luôn. Khoan cực kỳ là ngon luôn, bộ mũi khoan đa năng. 270k bao ship cho bác luôn các bác nhá. 270k bao ship luôn. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái con dìu đây. Đấy, con này là con dìu của Đức các bác nhá. Dìu của Đức này. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác giá là 250k và bao ship luôn. Đây. Đấy, phần đầu lưỡi của nó đây, siêu sắc luôn. Cán của nó thì được làm bằng sợi thủy tinh các bác nhá. Cán được làm bằng sợi thủy tinh, vô cùng là sắc bén luôn các bác nhá. Made in Germany đây các bác này. Đó, made in Germany đây. Hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy, made in Germany. Hàng siêu chất luôn. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó. Thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 250k và bao ship luôn. 250k bao ship cho bác luôn. Hàng của thương hiệu Master các bác này. Master đây. Đấy, rất chất lượng luôn. Professional các bác này. Đó, tun đồ nghề. 250k bao ship, 250k bao ship các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đó là cái con dìu sói này. Đó, con dìu sói đây. Con dìu sói này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 420k và bao ship luôn. Hàng của Mỹ các bác nhá. Made in USA các bác này. Đó, USA đây. Hàng siêu chất luôn. Đó. Ở đằng sau này của nó thì có cả phần đánh lửa các bác này. Đánh lửa này. Rồi núm này thì nó có cái phần phá kính ở cái núm đằng sau này. Đây. Đấy. Phá kính ở đây. Đây. Phá kính đây nữa các bác này. Đó, đầu phá kính này. Đấy, đầu phá kính đây. Rồi đánh lửa này. Rồi nói chung là các bác có thể sử dụng, nó có cả con dao ở bên trong nữa. Đó. Con này thì rất sắc luôn nhá. Đầu này thì làm búa này. Đầu này làm búa này. Đấy, các bác lên cho em là dìu sói của Mỹ các bác nhá. Đây. Đây thì nó có con dao này. Các bác đi rừng đi phượt sử dụng rất là ok luôn. Đấy. Có một con dao ở đây các bác nhá. Đó, các bác theo, có một con dao ở đây luôn. Đấy. Con này dùng đi rừng đi phượt ok. Con này thì bên em đang gửi tới quý các bác anh chị với cái giá là 420k bao ship luôn các bác nhá. 420k dìu sói. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên được quý các bác trong ngày hôm nay, đó là cái tô vít đa năng. Con này thì bên em ký hiệu nó là V10, đang gửi tới các bác với giá là 200k các bác nhá. V10 200k. Một đầu này của nó thì bao gồm 10 mũi vít này. Các bác có thể lắp vào một mũi bất kỳ, sau đó thì mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đó đây. Đấy. Con này thì nó có cả xoáy nhanh các bác nhá. Xoáy nhanh rồi đảo chiều các bác này. Đó, xoáy nhanh đảo chiều các kiểu luôn các bác nhá. Rất là tiện luôn. Đó, rất là tiện. Con này thì em đang bán là 200k. 200k, các bác lên mã cho em là bộ vít V10 các bác nhá. Bộ vít V10 200k. Đó. Rồi, sản phẩm thì còn rất nhiều nhưng em xin dừng video tại đây.
Đấy, thì em lên nốt cho các bác cái sản phẩm đó là thìa đũa các bác nhá. Thìa đũa của Nhật này. Đó, thì sản phẩm đầu tiên là em lên cho bác là cái thìa các bác nhá. Đấy, thìa này thì em đang bán là thìa này thì em đang bán là 40.000, hôm nay bên em sẽ thanh lý cho các bác là 35k các bác nhá, 35k. Đó. Còn cái môi này thì em đang bán là 90.000, thanh lý luôn cho các bác là 80k các bác nhá, 80k con môi này. Hàng siêu chất luôn các bác ơi. Đó đây. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đều là của thương hiệu Winling của Đức các bác này. Đó, môi thìa. Môi là 80k, thìa là 35k các bác nhá. Rồi xin chào lại quý bác anh chị, video là xong, xin chân thành cảm ơn.